lúc khó khăn đấy, lúc nợ lần đấy còn đi được với nhau, mà khi bình yên lại quên là thời trong giông bão ấy, thì đúng hay sai vẫn chỉ là tiểu nhân thôi. Khi bình yên đấy mà lại quên là thời trong giông bão ấy, thì nó vứt đi hết. Còn nói thật này, khó khăn đấy còn đi được với nhau, mà đến lúc gọi là của ăn của để lại rời xa nhau ấy, thì đấy chỉ là gì, trò chơi của những đứa con nít thôi. Em có không có hơn thua với chồng em, tất cả những gì làm hiện tại tới tới bắt đầu bây giờ là cho sự lựa chọn của nhau, lớn hay chứ không phải là con nít nha, lớn hay chứ không phải là con nít. Hai em Casio, Anh Casio, ơi, sao tự nhiên em bạn chọn cái con alo này này, là anh Casio. anh vô ICU mà nay sao bạn có sim ta? Em đang ở tỉnh nào đấy? Em đang ở Si Hưng. Em là người mẫu à? Đâu? Mặt em đâu? Mặt em nè. Nói chuyện nó đàng hoàng đi em ơi. Tự nhiên mời em lên cái sông này vậy. Mình mới có thất bại một lần trong cái cuộc đời, mình mới có thất bại một cuộc hôn nhân thôi, làm sao mà phải khổ vậy em, phải là che trên giấu mặt vậy em. Sao anh biết? Hả? Em sống đúng với gương mặt đi. Sao biết anh Tiến? Mình bước chân ra đi ấy, thì em là để cao đầu để sau này con cái nó không hổ thẹn với mình ý em. Em nói đi bây giờ nhé, em này là em đang đi học một vài cái lớp về chia sẻ cuộc sống của cá nhân mình để cho các bạn trẻ thế hệ sau không bị mắc phải những lỗi lầm như mình, để mà giúp cộng đồng ngày một đi lên, đúng không? Mặt em đâu? Không, em nhấn lộn cái app. Em nhấn lộn cái app cho cái con này luôn để em nhấn lại. Tắt đi, tắt đi, tắt app về, tắt app về, tắt app về, tắt app về. Em dám đối diện nói chuyện không? Nhưng mà bây giờ chưa đúng lúc. Không sao em ơi. Anh Tiến ơi, giờ chưa đúng lúc anh Tiến ơi. Anh hỏi em này nhá. Vì sao em đi thân với chồng? Vì sao vậy? Lý do của em đi thân là gì? Sao giờ anh hỏi ngược em? Nó quan điểm của em mà. Mà sao anh hỏi ngược em? Anh đang hỏi là em chia sẻ cái cuộc câu chuyện của em đi. Sao cũng sự em sang chia sẻ được. Em chỉ chia sẻ với mọi người về vấn đề của mọi người thôi, chứ vấn đề của em không chia sẻ trên mạng được. Em ơi, Vâng như ạ. ý ơi đấy em Nghe. Ừ, em bỏ chồng là đúng đấy em à, như em bỏ chồng là đúng đấy. Ơ, hôn nhân làm cái gì nhá, giờ mình là người phụ nữ mình phải là người phải yêu chuộng tự do chứ em chẳng. Bây giờ tự nhiên hồi nãy mình ai đời mình, ai đời mình lại 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 gò bó mình trong cái hôn nhân làm gì em chưa? Người phụ nữ hiện đại ấy, nào người phụ nữ là phải biết tôn trọng sự tự do em chưa, nào phải biết mình phải tiến tới những cái mà nó. Ừ, chờ 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 anh cao dâu này nhá. Bây giờ anh không nghe ai vậy? Em ở đâu ấy? Hồi nãy anh nói hết trời, tự nhiên bây giờ anh quay lại, anh đang ấm gì làm sao không hiểu. Rồi sao đi cậu đâu luôn vậy? À, Sao đi cậu đâu? tâm lý thuộc về là có tiền hoặc là con bé có nhan sắc em nhỉ. Anh em cô à, Em về Hải Phòng chơi em. Vâng ạ, à, có dịp em sẽ về Hải Phòng ạ. À. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Xin thế em cho em. em.
Anh là chủ cái đường dây mafia bên đấy. Em hiểu không? Vâng ạ. Anh hỏi này. Tất nhiên là nếu mình lấy một thằng chồng nhá, mình chọn sai một thằng chồng rồi, nhưng mình đẻ ra đứa con rồi mà mình bỏ thằng chồng đấy thì đấy là sai lần thứ hai đấy em ạ, chứ không phải là đúng đâu. Đúng anh, nói chung là nhiều người phụ nữ họ nhiều cái suy nghĩ nó khác nhau, chứ không phải ai cũng suy nghĩ giống như ai. Em nói anh tiếng nghe, nếu mà thật sự là chồng mình yêu thương mình á thì họ sẽ không bao giờ để mình đi, anh hiểu không? Bây giờ làm thế nào thì để em quay lại. Chừng khi mình được chồng mình yêu thương thì chồng mình sẽ tìm cách tìm mẹ mình thôi, còn nếu chồng mình không yêu thương thì thôi, sao giờ? Tại vì anh biết không, tình yêu không có sự Làm thương thế nào để hại. chứng minh là làm thế nào là để chứng minh là nó yêu thương em? Nhưng mà trong tình yêu anh biết tiếng không? Trong tình yêu mình không có sự thương hại chồng. Thôi ra đây mua cho bố bao thuốc lá, mấy bao thuốc nào các bạn. Anh bảo nói chung là cái chuyện gia đình ấy đem lên trên mạng thì người tủi hổ nhất ấy là con cái và bố mẹ mình thôi. Còn anh xin lỗi em này Con đi em vâng. Đan, Gia Bảo, Thỏa, đây, nếu bố mẹ cãi nhau mà bố đúng mẹ sai, các con có vui không? Đan, con có vui không? Nếu bố đúng mà mẹ sai, các con có vui không? Có vui không? Không vui đúng không? Nếu mà mẹ đúng bố sai, các con có vui không? Đúng không? Cho dù ai đúng thì cũng đều là các con không vui đúng không? Ok các con, miễn là không cãi nhau được, chuẩn chưa? Mua thuốc lá nào đâu bố, nghe em. Đâu Tiền đâu á? Chịu đi, bố mẹ bố tiền đâu? Đấy là con cái em ạ, còn bậc làm cha làm mẹ ấy. Và thôi như em thì Tuấn nó sống cũng nhiều lúc nó cũng không được, em chưa? Nói thật sự là như thế. Đàn ông như thế thì con đi vào đi con. Thỏa sao con? Thỏa. Đây là người máy, con hiểu không? Không phải là người. Đây là người máy, Thỏa nhớ thương bố nào. Rồi, ok con. Tuấn này nhiều lúc nó cũng ích kỷ, cứ tưởng nó làm ra tiền mà nó là to. Em chưa? Mình là con người chứ có phải. Thế là đứng đứng trước cái gương mặt của em là anh nên lý trí anh nó cứ kiểu bị thoi thóp các bạn nhỉ. Em thì kiểu gì nhỉ? Đấy. Tất cả khó hiểu là khó hiểu là khó hiểu. Có nghĩ rằng ấy, anh có em nghe này, những cái người ấy mà can dự mà tham gia ý kiến với em ấy nó cũng là gì? Không phải là khách quan đâu em ạ. Anh nói thật. Bởi vì sao? Bởi vì anh là thằng đứng về cương vị của chồng em mà nhìn cái nhan sắc của em cơ thể em còn thấy làm gì mình còn bị nao núng còn không khách quan thì hỏi rằng những cái người kia người ta là ở trung lập họ đứng về phía em thì người ta thực sự có công tâm khi mà nói về vấn đề việc của em hay không, em hiểu chưa? Hay là người ta chỉ là đang thỏa mãn em nhằm đạt mục đích cá nhân sau đấy. Bây giờ này này anh hỏi em này nhá, tài khoản em có bao tiền? Tài khoản có tiền không? Có Có vấn đề gì có mà em thì không có nhiều tiền bằng chồng em rồi, làm gì đủ tiền nuôi con thôi, đủ tiền sinh hoạt thôi. em này. Vâng ạ. Chồng em ấy 5 tù thắng tội suy cho cùng cũng chỉ là vì vợ con thôi, đấy là sự thật. Anh thật em này, em sai nhá thì còn có chồng che chở, em sai thì còn có người thân, còn chồng em sai là 10 năm tù trong trại và em ở ngoài đi bước nữa. Đấy là cuộc sống của những người xã hội đấy. Còn nếu như em nói rằng chồng em không phải là thằng đánh đổi hoặc chồng em không phải là người hy sinh vì gia đình thì anh không có gì để nói. Ơi bố không biết nhiệm vụ con đi một thuốc nào là bố thì em phải nghĩ lại này, cuộc sống ấy anh nói với em này, ngủ với nhau thì rất là dễ, chỉ cần thơm mùi nước hoa và có cảm xúc là được, nhưng đi với nhau hết cuộc đời ấy, thì phải chấp nhận được những cái sai cái xấu của nhau, em hiểu chưa? Này là Đấy mới là anh bản lĩnh này. Không, cái này anh còn phải nói với Tuấn chứ đâu phải nói với em. em ơi. Anh thân em này, nó đã biết sai rồi và nó đã biết biết sai rồi, em hiểu chưa? Nó đã biết gọi là xuống nước rồi. Nó bảo là ý là nó không muốn là em đưa cái này lên trên mạng xã hội,
sau này ảnh hưởng đến con cái, và nó cũng muốn là em ơi, anh bảo này, em có tin anh thuê Quân vào. Quân ơi, Quân, chờ anh đi. Quân ơi, lên tao gặp anh. Quân ơi, tao thuê đi việc Quân. Bố ơi, ra sao nào? Bố à? Đây anh chơi bố. Anh em có cần gặp Quân không? Để anh Quân là Quân gọi là pháp sư. À, bố pháp sư bên hàng à? Biết. Em ăn được trông em đẹp đấy nhỉ? Đẹp nhưng mà trông không thương nữa. Thiệt luôn, thật sự. Đồ tay em sắm gì? Đại bàng gãy cánh anh. Chồng nó không thương em ấy, mà nó lại sẵn sàng làm phạm pháp để chấp nhận đánh đổi đám tù cũng tội vì em nhỉ? Hả? Em chỉ nhìn thấy những cái mà gì? Em đừng đem một phút nông nổi của thằng đàn ông để áp đặt lên cả một cuộc đời của nó. Em đừng đem một cái phút hưởng thụ của nó và để rồi quên đi cả một đời hy sinh của nó. Em nhá, anh nói thật này, tất cả những thằng đàn ông nhá đang đánh đổi năm tù chúng tội, nó vì cái gì? Nếu chỉ vì nhá, vì bản thân nó đấy, vì cuộc sống cá nhân đấy, thì xin thưa với em rằng một điều này, đéo phải đáng đánh đổi của vậy đâu em ạ. Còn đấy, em sai nhá, thì không có cái lỗi gì, à thì không đến mức độ gì cả đâu, nhưng nó chỉ cần đi lệch một bước chân thôi thì tù tiếp nó đến và tội nó mang, và em và con em vẫn ở nhà bình thường. Bố ạ, dạ, bố bảo. Thế thì anh hỏi em này, em bảo là thằng Tuấn nó hy sinh không? À, nó hy sinh không vì vợ con em không? Ok, Tuấn hy sinh, em có... còn nó hy sinh. Anh ơi, nhưng mà... Nếu như nhá, canh bạc này nó được, thì nó được vợ, được con. Còn nó thua, thì ngoài ra mất vợ, mất con ra còn mất cả sự tự do, mất cả năm tù trong tội. Em ạ, còn những cái sai lầm ấy nhá, nếu nó sai thì mình mày nhận sai được không, mày sửa không, nếu không em chấp nhận được thì chấp nhận, không chấp nhận được giải tán, em nhở, chứ còn đừng nói nhau lên trên mạng, em nhớ. Còn đâu nè, thằng Tuấn thì nó sai hẳn rồi, đúng ra này em cũng cứ gọi là để công bằng ấy, thì em cũng cứ thì mình cứ tù tạt đâu tiễn được, không có chắc, em nhở, để cho nó bớt tức xong rồi mình về, em nhở. Có thể đang ở đâu rồi em? Okay. Chứ còn cái này anh cảm thấy là cũng cái sự công tâm của mình ấy, nó cũng thể nào. Vụ gì đây á? Đây là vụ này, nào là vụ content để gây sự nổi tiếng, như vụ gì chúng mày, chúng mày ngu đấy nhỉ? Thế em đang ở Hàn Quốc à? Vâng ạ, anh đang ở Hàn Quốc. Sắp tới là anh sang bên Hàn, anh làm con game. Em giờ thì em có tổ chức quảng cáo với anh tí không, để em so bì tiền với nó tí không? Thôi sao em dám? Làm luôn. Sao em dám? À? Em sợ đi tù à? Em không dám, em không muốn hơn thua với ai bất kỳ cả, kể cả chồng em nè, nha. Anh nói như này, đàn ông ấy người ta không muốn solo và người ta không muốn kể công, hay người ta không muốn nhắc tội của thân mình. Em ạ, nhá. Chứ còn để có một cái sự bình yên cho người phụ nữ, để có một cái cuộc sống cho con cái, thì liệu rằng nhá, liệu rằng nó có đến, nó đã ăn tiêu vào đến 1/10 hoặc là 1/100 của những cái nó hy sinh chưa? Chắc chắn là chưa đâu. Em nhá, đây ấy, là anh thật em câu này. Em phải nhìn vào sự hy sinh của nó, sự hy sinh của một người chồng, người cha sẵn sàng đánh đổi năm tù tháng tội vì vợ con, đúng không? Chắc bây giờ em ngẫm đi rồi nhá, thì ấy, mình bao dung được. Còn anh thật em này, nếu em ấy, mà nếu phải lại như anh ấy, thì chúng ta chỉ nói chuyện với nhau bằng súng và đạn thôi, anh nói thật, chứ không phải nói chuyện với nhau bằng lời đâu. Bởi vì này, tư cách đạo đức mọi cái mình không bàn đến, nhưng ngoài thằng chồng em ra và bố mẹ đẻ em ra, anh xin lỗi em này, bước chân ra ngoài xã hội nhá, chúng nó chỉ azure cộng với em vì em đẹp thôi. Chứ còn thế em vẫn thử vay tiền đi, ai là người cho vay, hay là gì, ai là người hy sinh với em, có đâu em chưa? Mình hãy tỉnh đi em ạ, tỉnh ngộ đi. Chứ còn đấy, bây giờ tài khoản em có bao tiền hả? Sau lưng em nghe kỹ này, sau lưng vợ ấy là chồng, sau lưng chồng ấy là nhà tù em ạ, sự thực là vậy đấy nhá, chứ không phải là câu chuyện là đan vào lấy cho bố cái phần nửa nhanh.
chứ còn các em được chiều quá, các em không nhìn thấy, tức là cái hào quang của cuộc sống, cái sự gọi là gì đầy đủ tiện nghi về cuộc sống, nó làm em mở mắt đi. Anh hỏi em này, em là cái bà gì, em làm cái gì cho cái xã hội này, và những cái gì em đang có nhá, nó ở đâu ra, em gây dựng được cái gì, làm được cái gì, không phải kể công người tội, nhưng chúng ta phải hiểu này là bạn đời. Mà thôi em bỏ định được quan trọng rồi. Đây. Cứ thế này bây giờ mình bắt mình khuyên là phải với chồng đi nghe phí. Anh tiến. Bây giờ nè, đúng rồi. Anh nghe em nói một tí nha, bây giờ anh theo phe ai cái thứ nhất, chứ đề anh theo phe ai em không quan trọng. Lốt một câu này rồi. Lốt câu này. Không. Nhưng mà anh phải xem xét là tức là sao hai cái quan điểm hai người như thế nào, anh phải chốt lại chứ anh không phải phe bên này và anh theo phe bên em hoặc là em tính được. Tức là trong chuyện gia đình em, anh không có gõ về cái chuyện đó như thế nào. Em ơi, anh chỉ nói này. Anh không theo phe của thằng chồng em, cũng không theo phe của em. Mà anh đứng về phe của con em và đứng về phe của sự hy sinh. Em ạ. Sau lưng em là chồng, sau lưng chồng là nhà tù với em ạ. Còn em hiểu thế nào, còn đừng có khóa. Anh so sánh nó là khập khiễng. Anh đâu so sánh được như vậy được. Bố lấy một nửa bố. Em à, có 10 điều nhá. Em liệt kê cho anh này 10 điều nó tốt với em và 10 điều nó xấu với em liệt kê đi. Tại sao phải liệt kê những điều xấu và những điều tốt của gia đình mình lên trên mạng xã hội cho người khác công khai làm chi? Đấy, câu này khôn đấy. Câu này khôn đấy. Biết đâu biết khôn đấy. Bây giờ đâu tay sắm gia đình không lên mạng. Đó, em không đem chuyện gia đình em lên mạng. Có rất là nhiều người rất là công kích em, rất là nhiều chuyện, nhưng mà em không đem lên. Còn vấn đề là mọi người cứ suy nghĩ sao suy nghĩ. Đối với em cái chuyện nào thật là thật, đúng là đúng, sai là sai, trái là trái, phải là phải. Em không bao giờ mà em công khai cái sự thật lên trên mạng xã hội, hiểu không? Và mọi người cứ nhìn theo một phương diện, đúng là đúng, sai sai. Nếu là mọi người nhìn cái phương diện, ô chồng em đúng thì là chồng em đúng, còn nhìn em đúng là nhìn em đúng. Tại vì cái vấn đề của mình lên xã hội mình giải thích cho họ nghe là chuyện mình là người tốt hay mình người xấu, xã hội đâu nghe, họ không biết gì cả được cho mình. Em ơi, gia đình nhà em có mấy người? Gia đình mấy người làm sao? Gia đình nhà em có mấy người? Bốn. Em, chồng em và... thế em nói rằng là gì, chồng em đúng hay là chồng em sai? Em đúng hoặc em sai, thế con em thì sao? Biết thôi, hai nhà chồng em biết thôi. Con em tỉnh táo lên đi em. Em ạ, anh thật tỉnh táo đi. Dù còn chưa kể, em tên là gì? Em rất là tỉnh như ấy. Anh nhìn em bản mặt em, nó có gọi là gì không tỉnh không? Em rất là tỉnh, tỉnh như gùi luôn anh. Bây giờ này, tôi là số tiền vợ chồng em nợ anh ấy, bỏ sang bên đi, anh không tính toán, không nhờ. Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhờ, cảm ơn anh, ok. Rồi số tiền đó khước nha. Có nhiêu đâu, có mấy tỷ mà. Em ơi, lúc khó khăn ấy, lúc nợ lần ấy, còn đi được với nhau. Mà khi bình yên lại quên được lời thề trong giông bão ấy, thì đúng hay sai vẫn chỉ là tiểu nhân thôi. Khi bình yên ấy, mà lại quên lời thề trong bão ấy, thì nó vứt đi hết. Còn nói thật này, khó khăn ấy, còn đi được với nhau mà đến lúc gọi là của ăn của đẻ lại rời xa nhau ấy, thì đấy chỉ là gì, trò chơi của những đứa con nít thôi nhá bạn. Chứ còn đúng, anh Tiến nói rất là hay, câu này rất là hay. Khi không có gì thì bên cạnh nhau, lúc có ăn có đẻ thì lại xa nhau, câu nói rất là chuẩn. Thì nghĩ lại đi nhá. Còn mỗi người hạ cái tu xuống một tí nhá, công nợ thôi bỏ đây sang bên nhá. Thế bây giờ chữa lành cho giới trẻ, tác giả Tiến Bìm. Không phải các bạn, nói thật các bạn câu này. Chỉ cần này, đừng phản bội nhau là được nhá. Chứ còn cuộc sống này, thế chồng em nó làm cái gì mà em bảo nó đúng hay là nó sai, cái chuyện anh thật em nhá. Ví dụ như vợ chồng anh này, anh nhìn thấy con chó, anh bảo vợ anh con mèo cái đẹp nhỉ, vợ anh nó con mèo đẹp thật, bởi vì cái việc đấy tranh cãi nó chả để làm thôi cả, em hiểu không? Tranh cãi đúng sai để làm gì? Tranh cãi đúng sai để làm gì? Bởi vì này, nhìn lại lúc khó khăn đi, những kẻ đang bên mình lúc này đấy, giàu sang ấy, nó nói thì hay lắm. Nhưng mà khó khăn lúc mà bắt đầu sang, bước chân sang nước Hàn đập nhập. Xe mô tô. Nói chung là, còn đấy,
không ai kẻ công, là ai đem được cái về cái độc lập tự do này, ai đem được cái sự như thế này cho gia đình, mình không cần kẻ công của chồng và công vợ. Nhưng ngược lại là nếu như nha, khi ấy mà mình ấy nha, gian khổ mình đoàn kết, mà đến lúc gọi là gì có giàu sang ấy mà mình lại chia ly ấy, thì người ta to cho mình tất cả, không ai nhá, người lớn ấy, không ai người ta nhìn nhận, không ai người ta đánh giá cao mình đâu. Cho dù là gì mình cứ đúng 10-10 đi chăng nữa nhá, nhưng mình đúng ấy mà không có lòng vị tha thì cũng lại là mình sai. Mình đúng ấy mà mình không nhìn được cục diện ấy thì mình cũng lại là mình khôn ấy nhá. Đến mấy chăng nữa nhá, những cái cục diện mà mình không giữ được thì cũng là dại nhá bạn. Suy cho cùng cũng chỉ là khôn chi tiết và dại tổng thể thôi. Còn anh thật em này, rời em ra thì nó cũng sống, mà rời nó ra thì em cũng sống. Nhưng người đau khổ ấy nó vẫn là con mình, và trong mình ấy vẫn có một cái nút chạy lòng riêng em ạ. Chứ còn anh xin lỗi em là cái nghiệp cờ bạc ấy thì kiểu gì nó cũng vận vào vợ con một tí, nhưng mà nó biết dừng lại rồi thì thôi, đấy là quay đầu em ạ. Những cái gì nó cho chồng em có sự lựa chọn mới là có gì đâu anh, tại vì chồng em có nhiều sự lựa chọn quá nên là, tại vì nếu mà cảm thấy cuộc sống anh nói nghe này. Với đàn ông ấy, tình dục ấy, nó chỉ là câu chuyện của giải trí, chỉ là vui vẻ, chỉ là đường mà. Với phụ nữ ấy, nó lại phải là quả là tình yêu. Nên em nghĩ rằng ấy, đấy là phản bội là gì? Không phải đâu em ạ. Có anh xin lỗi em này. Tiền ấy, nó cầm về cho em nhá, nó xây đắp cho em này. Còn nếu như ấy, nó cầm tiền cho đứa khác thì em có quyền đánh giá, em chưa? Còn tất cả mưu toan, tính toán, mưu hèn, kế bẩn nhá, đánh đổ năm tù cũng tội, vì ai? Nếu như em nói rằng không phải vì em nhá, em có dám nói cô đấy không? Em dám nói cô đấy không? Đâu. Em nhìn nhận lại đi, em có dám nói câu một câu là thằng chồng em đánh đổ năm tù cũng tội, trả vì em là thì ấy, em có dám nói cô đấy không? Không bao giờ, dù anh không biết vợ chồng em như nào, nhưng anh biết chắc một điều ấy, chỉ có người phụ nữ dốc tâm và đủ cái sự khốn nạn để mà xa chồng xa con, còn đàn ông ấy nó đi đến đâu nữa nhá, nó cũng vẫn cứ là gì, tất cả chỉ là ăn tục đốt phép thôi, bà nhà vẫn cứ là gia đình em ạ. Đấy là anh không phải là anh muốn vun vén bọn em đâu, em chưa? Còn thực ra đấy, phản biện cái câu này, tại nói. Sao bọn đàn ông cứ nghĩ là lên có thể là đi ăn bánh cho tiền với một con nào khác, cái chuyện đó rất bình thường, chỉ cần về với vợ con là được. Thế anh nghĩ cái chuyện đó thì nếu hợp lại cái người phụ nữ thế tại sao ấy, thế tại sao này sao mày không phải là nhà tù, sao lại nhiều đàn ông hơn là phụ nữ hả? Ta không yêu cầu đấy là sự công bằng nhá, ta không cho đấy là gì là một lý do nhá, nhưng tao hỏi mày này, cái bản ngã nhá, cái gì, cái tính di truyền và cái bản ngã và cái thời thế bây giờ và cái xã hội của gì, của phụ hệ chứ không phải mẫu hệ, sao mày không tự hỏi rằng sao nhà tù lại giam giữ nhiều đàn ông hơn là phụ nữ? Còn xin lỗi mày này, câu này mày đòi hỏi sự công bằng á, này ai cho mày sự công bằng? Mày hỏi tuổi xuân của chúng mày ở đâu gì? Ai thích tuổi xuân của những thằng đàn ông ở đâu? Ở trong tù đấy con ạ. À, nếu như mà lệch chân nhá, ai là người ép nó phải là chả ai dí súng vào đầu nó để nó phải hy sinh cả, hiểu chưa? Nhưng này mày vì nhá, mày vì một chút này, mày vì một phút nông nổi, mày vì một phút nông nổi mà mày quên đi một đời hy sinh, đấy là mày đúng hay sai? Còn em này, mình ấy ơi, anh nghe em được mà, nếu mà anh nói mà từ mày tao trên này thì em sẽ không nói chuyện danh tiếng lần tiếp theo nha, tại vì con người em không thích từ mày tao trong lòng, được không ạ? Anh nói nghe nè, anh nói kinh nghiệm nha, anh sẽ không bao giờ nói là mày tao nữa nha, sắp tới này là mình sẽ là hàng xóm giềng nhau nha, và anh muốn là như là cái gì mà em không thích á thì em cứ bảo thẳng á, còn đâu là với lại cái từ mình không thích nghe, người em không thích nghe. Anh lại chỉ xưng anh em với những người mà cho anh vay tiền thế nó mới giả. Em thử cho anh vay 500 mà anh có thể xưng em bằng anh em được mà, đúng không? Tại thứ nhất là em cũng là con gái, thứ hai là dù sao cũng có quen biết với nhau, nhưng mà tại sao dùng mày tao nó nghe nó chói chói. Em là đàn bà chứ không phải là con gái, em là đàn bà. Đàn bà vẫn nhớ. Là được quan trọng, vẫn được xưng anh em đó chị. Đàn bà. Em hiểu chưa? Chứ còn không phải, còn đâu em ấy, em anh hỏi em này. Đàn bà không được trân trọng hả? Đàn bà không được là kêu anh, được ai mẹ, kêu mày tao hả? Anh,
nhỏ em này, tất cả những người tham gia với em, tất cả những người đóng góp ý kiến với em, họ cho em đồng nào chưa? Không cần. Chưa hy sinh gì cho em đúng không? Ừ. Nhưng em tin lời, em tin lời họ. Và cái người mà cho em cả một cuộc đời thì em lại không tin. Nha. Bây giờ em nói nghe, bây giờ chúng ta phải tỉnh thức. Cái những lời nói của thằng nào nó đúng, cái thằng nào nó sai, cái thằng nói như thế này chúng ta phải tỉnh thức, chứ không phải chúng ta nghe một phát là chúng ta tin. Ở cái xã hội thế này, xã hội thế này nó quá trời nó lộn xộn rồi, bây giờ không lẽ đi ra ngoài thằng nào nó yêu mình cái là xong tin hả? Hay là như thế nào? Mình đâu phải là một con đàn bà dễ dãi anh, ít nhất mình phải coi là con người có giá trị chứ. Thằng nào cho tiền mình, thằng nào nuôi mình và thằng nào sinh con đẻ cái với mình là mình tin thôi. Thế mày chưa? Mình biết tin trọng anh thôi, chứ giờ tin ai không ai tin thằng thằng sớm đúng không? Rõ ràng đấy. Nhưng mà cái cuộc đời, nhưng mà mình tin tưởng cái người nào đó mà người nào đó làm mình thất vọng thì mình có tin không? Em à, cuộc đời này em đã từng làm chồng em thất vọng chưa? Hả? À, hả? À. Mình luận công và xét tội nó phải rõ ràng nhé. Mình luận công và xét tội nó phải rõ ràng. Con này mày nhân mất thì thập toàn. Em có không có hơn thua với chồng em. Tất cả những gì làm hiện tại tới tới bắt đầu bây giờ là cho sự lựa chọn của nhau. Lớn rồi chứ không phải là con nít nha. Lớn rồi chứ không phải là con nít. Nên là cảm thấy cái gì ok nhất có thể thì người ấy có thể lựa chọn. Bây giờ nó quỳ từ Seoul, nó đi xuống dưới đấy. Có được không? Không, em không còn đến như vậy. Mình là con người nha, mình đó, không đến như vậy đâu. Chốt nha, chốt là con số là bao nhiêu? Tại sao con số? Em đâu phải là bán thân hay làm gái như thế nào đâu mà con số. Đối với em con số không quan trọng. Rồi, 11 mâm cưới hỏi mà bây giờ mày bổ không bán thân làm gái. Ôi tôi chết rồi. Thế giả mày là 11 mâm cưới đây. Cái nhận làm gì? Cái đó là sao? Cái đó là tại sao đổi với nhau nói gì? Bây giờ nếu anh nói vậy là anh cũng lấy vợ về là cũng mua bán đổi hả? Mua bán cho đổi hả? Hay là em sao? Em ơi, anh lại còn thuê cả thằng sách đấy em ạ. Anh còn thuê cả cái bọn nó đội bấm nễ đấy cơ. Em ạ, tiền một đống đấy em ạ. Không phải đùa đâu em ạ. Nhá. Okay. Trả cỗ đi thật. Trả cỗ đi. Dạ. Thế bây giờ em đòi hỏi này. Chết rồi. Bên này. Em nhìn này. Đây này, anh cháu lớn đây này. Cháu lớn đang ngồi chơi cháu bé này. Nhìn chưa? Đấy. Dạ. Đấy. Đấy. Em 11 mâm nhà tao. Không phải đùa đâu. Mày nghĩ đơn giản à? Thôi. Mày không... Mày... em bán thân cho chồng em ấy, đấy là vinh dự của cuộc đời nhà em và dòng họ nhà em. Em hiểu chưa? Còn em bán thân cho người dưng nước nã đấy, cho người đời đấy thì mới là sự hổ thẹn, mới là nhục nhã. Em hiểu chưa? Chứ còn mình bán thân cho chồng mình. Đúng rồi, bán thân cho chồng mình là nhục đúng không? Okay. Đúng rồi. Cô cãi được anh câu nào? Nếu cô cãi được anh một câu nào thôi, đúng là anh quỳ từ Việt Nam sang Hàn Quốc. Ok, câu này chuẩn. Ok, bán thân cho chồng, bán thân cho chồng. Ok. Đó là bán là nói đi. Mày nó không nhầm hay là mày còn lừa nó nữa cơ. Bây giờ có chuyện bây giờ mày em phải hiểu này. Cái cuộc chơi ấy, đi qua đấy. Nhờ. Thì ai là thằng mất bỏ tiền mua mâm, ai là thằng phải 11 12 mâm đấy, ai là thì taxi đi đưa đến đấy ai giả? À. Hay vẫn chịu. À, tiền chụp ảnh cưới ai giả? À. Tôi chết rồi. À, bà cứ đòi như là ủa vậy đi lấy con gái người ta về người ta ở cho chồng lo chăm sóc cho chồng con gì đó miễn phí họ sao mà tính xong mà tính kỳ vậy. Bây giờ ví dụ em vợ anh đi, anh cưới vợ anh về, anh tốn 11 cái năm cổ nhưng vợ anh đẻ anh ba đứa con lo cho anh cả cái gia đình, anh không tính con anh bỏ công cưới vợ anh hả? Sao tính của mình không vậy, ích kỷ thế? Ba đứa này không phải là con vợ anh à? Đúng rồi, con có vợ anh đúng rồi, nhưng mà tại sao anh tính công của anh không vậy? Sao lại bổ đặt đẻ cho anh? Tôi chết rồi. Em ơi, vì sao mà con lại mang họ bố em biết không? Đấy là đảng và nhà nước tạo điều kiện để bố uy tín một tí thôi. Chứ còn con là con của mẹ thì cũng để chối cãi rồi, đúng không? Gọi là cắn họ bố vào để cho gọi là con chính chủ thôi, để cho người ta biết thôi. Em nhỉ? Vâng, đúng rồi. Chứ còn em này tôi này bố là con của đẻ ra con em ơi. Em nghĩ là em lúc em đẻ em đau á. Này. Thằng ngồi ngoài nó còn đau nữa em ạ. Gớm. Đau gì? Đau gì? Này. Đau gì anh Tiến? Đau gì? Đẻ ra con trai hay là con gái? Trai.
con trai à, gái đầu lòng, nó mới là sự vinh dự và tự hào. Đẻ ra con dai gì, tao là mày không biết đẻ đấy, nhỉ? Mày đẻ ra con nào, mày đẻ đúng về đẻ thêm tí nữa, nhỉ? Nó là chuẩn, mày đẻ con nào có lỗi, nhỉ? An Thỏ nghe bố nói chưa? Sau này đi làm dâu là phải nghe chồng chứ chưa? Hello. Nhưng mà chồng em muốn con khác đẻ cho chồng con rồi sao vậy? Em ơi, này, con nào ngu con ấy chịu. Em giờ nhớ con này, cái việc là cái giống đực có trách nhiệm nghĩa vụ nhá là gì? Là để duy trì nòi giống, đấy là cái thiên chức của giống đực. Em hiểu chưa? Con này, vâng, nếu mà chồng em mà nó có dã tâm đấy ấy, thì cái loại như em ấy, bên Hàn ấy, nó bán bảo hiểm mà em, nó thủ tiêu em đâu rồi. Em hiểu chưa? Anh nói thật, có cái gì đâu, em biết bơi không? Hả? Biết bơi không? Biết. Nếu, còn ấy, mình hay bị mù lòa lắm em ạ, phụ nữ ấy, có giỏi ra đến mấy chừng nữa nhá. Kể cả là cái ngành đỡ đẻ vẫn là đàn ông là bác sĩ đầu ngành, cái ngành nấu ăn vẫn là người đàn ông là đầu bếp đẳng cấp nhất, ông giỏi lắm, cái ngành đàn ông giỏi cực kỳ luôn. Tôi rõ ràng bây giờ, nhưng mà đôi khi là gì, cô này anh thử hỏi em một câu, là chồng em nó làm kinh tế là lấy tiền về và tất cả mọi cái hy sinh này có vì em không? Thế thôi, còn đâu ấy mình phải hiểu này, cuộc sống này ấy mình phải chấp nhận những cái sai của nhau cũng bền vững được nhá. Chứ còn bây giờ mà em này em thì nghĩ vị trí của nó nhá, nó hơi sai một tí thôi, em đem con đi trốn. Nếu anh thật em nó gặp anh nhá, bố à, mày giết bố đi. Bố ơi, Đan, chúng em nếu nhá em mà giữ cái tử lệnh chư hầu ấy nhá, em phải hiểu này, nếu mà nó thích ấy là ngại em ấy. Anh thật này, 5 phút rồi cuộc đời em sập dập hết, mặt em gắn vào deepfake một vài clip ở trên X video nhá, cộng thêm 5 triệu tiền ads quảng cáo Facebook dẫn link ngay ngày mai nhá, mặt không dám bước chân ra đường luôn. Anh thật dữ như sao. Thôi, nói chung là anh Tiến, nói chung là cái việc này, em ơi, cái việc này, phụ nữ ấy, thua đàn ông ấy, nó đều hiển nhiên rồi. Không bao giờ muốn hơn thua với chồng em bất cứ cái điều gì cả, ok chưa? Chồng em rất là giỏi, vẫn là số 1, chồng em rất là giỏi, được mọi người công nhận, em cũng công nhận chồng em giỏi, nên là em không có hơn thua về chồng em về bất cứ vấn đề gì cả. Còn cái chuyện ở trên này như thế nào thì nữa hai vợ chồng em có thể tự giải quyết nha. Còn cảm ơn anh đã góp ý kiến. Em ơi, anh hỏi này, anh hỏi một câu này. Chồng em ấy, nhá, mà để em lên mạng nói về cuộc sống gia đình ấy, mà để em bỏ ấy, thì thằng chồng em là thằng vứt đi, chả giỏi giang. Nếu một người đàn ông giỏi, là người đàn ông phải giữ được người phụ nữ bên cạnh mình. Em hiểu chưa? Đấy mới là người đàn ông giỏi. Chứ còn tiền bạc này, địa vị này, công danh này, giờ người ta không thương người ta bỏ thôi, anh ngổ sạch sẽ nhá. Mày người miền Tây à? Cái nước là con em à, em người miền Tây ạ. À, chắc mày chưa có đất bao giờ đâu, rảnh rỗi về miền Bắc chơi có hiểu miền Tây là như nào em nhé. Nếu con vào vợ nó ra mặt đại sĩ rồi. Đang chưa mẹ à? Gọi anh 80 con nọ làm gì đâu? Nhưng mà sao lại buồn rồi? Đời ra bây giờ sống sắc mặt cả người phụ nữ đó. Ai sinh vậy ta? Em sinh năm bao nhiêu? Em hả? Em bằng tuổi chồng em á. Tông ma nào nhỉ? Em cũng biết nữa. cái loại phụ nữ chồng mình là ai thì cái loại này là loại gì nhỉ? Không biết cái loại gì nữa. Con là một
lâu lâu cũng quên chồng, lâu lâu cũng quên không nhớ chồng mình là ai. Tư cách đạo đức như em xứng đáng có nhiều chồng em à? À được được, được. Ông tí ông lúc nửa giờ nó đỉnh lắm nha ông, sao sao chịu thôi. Bye bye đây, em đi đi tắm đây. Nói luôn này, xóa cây đi không là ta cho sập. Ê ê nha. Mắc mớ gì cho sập. Anh bố rất thích. Là mày thích dữ như sao. Ơ cuộc chơi này làm gì công bằng này em hả? Ê, đòi hỏi công bằng với xã hội á. Tao không thích cái mặt mày, tao cho kênh mày sập thôi. À, tất cả người dưới này, 41 thằng này. Anh em nào đồng ý cho kênh mày này sập, ấn phím 1. Mà bọn này nói nào chỗ làm đấy. Làm cẩn thận, làm chi tiết luôn này. Đấy. Nhìn đi à? Thế. À. Thế đấy, nhìn đây. Sau lưng những đứa trẻ là người vợ, sau lưng người vợ là còn có người chồng, sau lưng người chồng là cánh cửa nhà tù đấy em ạ. Này tỉnh chưa, tỉnh chưa? Xoay chơi bộ, đi chơi bộ con. Đi, đi sang sang không chơi, đi. Nó quay chưa? Ừ. Em hiểu chưa? Còn không không tự hào, không ai người ta tự hào và ngay vinh dự là gì, là một người vợ mà hơn chồng đâu em ạ. Nha. Nhưng mà nãy giờ mình khôn đấy. Nhưng mà nãy giờ lên đây có nói là Vũ Hương thua như thế nào không?